Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nóng Vingroup tụt dốc thảm hại, điểm bám gì cho ông Phạm Nhật Vượng đây. Đã nhiều năm nay, Vingroup nổi lên là cái tên doanh nghiệp tư nhân lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên vào ngày 15 tháng 11, công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam viết được Việt Nam Report và báo Việt Nam Net đã công bố bảng xếp hạng Việt Nam E500, tức là top 500 doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam vào năm 2022, thì Vingroup bị đẩy xuống vị trí thứ nhì sau Hòa Phát. Cụ thể, công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát được đánh giá là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam vào năm 2022, tăng 3 bậc so với vị trí thứ tư vào năm ngoái. Với thành tích này, Hòa Phát cũng đồng thời chiếm ngôi đầu bảng của Vingroup, đẩy doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuống vị trí thứ hai. Chuyện hoán đổi vị trí trên bảng xếp hạng Việt Nam E500 không có gì đáng lo ngại. Mặc dù vậy, doanh nghiệp đứng đầu trong bảng danh sách là một doanh nghiệp đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Nó đặt ra một câu hỏi rất lớn cho những doanh nghiệp tiếp theo. Đây là hình ảnh Hòa Phát đã tụt dốc thê thảm. Được biết vào hồi cuối tháng 10 vừa qua, tập đoàn Hòa Phát báo lỗ nặng đúng như cảnh báo của tỷ phú Trần Đình Long, do nhu cầu thép trong nước suy giảm và nguyên vật liệu đầu vào tăng lên rất cao. Tập đoàn Hòa Phát của Chủ tịch Trần Đình Long vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 với doanh thu giảm 12% so với cùng kỳ, xuống còn 34.440 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế âm mất 1.786 tỷ đồng. Tuy vậy, lũy kế 9 tháng, tập đoàn Hòa Phát vẫn ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ở mức cao, tương ứng gần 116.560 tỷ đồng và 10.443 tỷ đồng, lần lượt đạt 76% và 39% kế hoạch của năm. Lĩnh vực thép và sản phẩm liên quan đóng góp trên 90% doanh thu và lợi nhuận. Trước đó, cổ phiếu của Hòa Phát liên tục lao dốc và xuống đáy 2 năm, khiến Chủ tịch Trần Đình Long mất tới 1,8 tỷ USD so với mức đầu năm, tính theo tài sản quy ra từ số cổ phiếu ông Long đang nắm giữ. Việc Hòa Phát xuống dốc đã làm cho ông Trần Đình Long rơi khỏi danh sách tỷ phú của Việt Nam. Hòa Phát đã rơi thế thảm như thế, nhưng Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng lại rơi xuống dưới cả Hòa Phát, thì điều đó cho thấy Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng rơi sâu hơn đối thủ trong danh sách Việt Nam E500. Đây là con số rõ ràng, con số không biết giấu giếm. Từ nhiều tháng qua, báo chí lên tiếng bảo chữa cho Vingroup và cả Bộ Công an cũng đã lên tiếng. Tuy nhiên, tin đồn ông Phạm Nhật Vượng bị quản thúc vẫn cứ tồn tại mà không có cách nào dập tắt được. Cuối cùng, hàng loạt báo chí đã đăng tải bài báo kèm với một hình ảnh duy nhất ông Phạm Nhật Vượng ký hợp tác với một công ty sản xuất pin của Trung Quốc. Mà điều đáng ngạc nhiên là nó lại được ký kết tại Osaka của Nhật Bản. Hình ảnh này đã được tờ Thời báo .de phân tích ở những bản tin trước đó. Đây là hình ảnh Vingroup còn tụt dốc thê thảm hơn cả Hòa Phát. Việc Vingroup bị rơi khỏi vị trí Việt Nam E500 lại thêm một bằng chứng nữa cho thấy sức khỏe tài chính của Vingroup đang chất chứa rất nhiều vấn đề mà tập đoàn này đang cố tình giấu giếm. Kinh doanh bất động sản thì ảm đạm, huy động vốn thì không suôn sẻ vì mạng xã hội đang cảnh báo rủi ro rất lớn. Trong đó, VinFast thì vẫn tiếp tục đốt rất nhiều tiền của Vingroup và đang có dấu hiệu đuối dần, không ai mua xe điện cả. Cây kim trong bọc giấu mãi rồi cũng lòi ra, cho đến nay ông Phạm Nhật Vượng đã xử lý truyền thông dường như rốt ráo. Từ vụ nạn nhân chết cháy than hóa trong xe xăng trước đây, cho đến những tin đồn về lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Phạm Nhật Vượng đều được ông Vượng xử lý sạch trơn. Đây là hình ảnh tương lai ông Phạm Nhật Vượng đang bị nghi ngờ. Có người thì cho rằng Vingroup quá lớn nên nhà nước không thể cho nó sụp đổ được. Đây có thể là một ý kiến đúng, tuy nhiên hiện nay Vingroup đang bị đẩy xuống dưới bảng danh sách Việt Nam E500 là điều xấu cho tập đoàn này. Nếu ông Vượng không vực dậy được kinh doanh mà để nó tiếp tục rơi thì cũng đến lúc Vin không còn là quá lớn đối với nền kinh tế nữa. Khi đó, Trung ương thì rất có thể sẽ cho nó rơi thớt như đã làm với Tân Hoàn Minh, FEC và Vạn Thịnh Phát. Đến nay, người dân vẫn chưa có tin là Vingroup không có vấn đề gì
bởi căn bệnh khởi phát lên đối với Vingroup nó cũng có bóng dáng tương tự giống như Tân Hoàn Minh, FEC hay Vạn Thịnh Phát. Nếu ông Vượng không chèo kéo Vingroup trở lại vị trí vốn có thì điều đó có nghĩa là điểm xấu sẽ lại đến với ông Vượng. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trưởng Nam nhà Ba Dũng đổ dầu và châm lửa, hàng xóm luống cuống chữa cháy. Hồi đầu tháng trả lời trước Quốc hội về vấn đề tồn đọng của Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng trả lời chất vấn. Tuy nhiên, ông Nghị không dừng lại ở phần chuyên môn thuộc quyền quản lý của ông, mà ông đã lấn sân sang Bộ Tài chính. Đứng trước bá quan văn võ tại nghị trường, ông Nghị không ngần ngại xoáy sâu vào vấn đề kiểm soát hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị đá lộn sân. Tất nhiên là ông Nghị nói về chứng khoán của những doanh nghiệp bất động sản. Lấy lý do là kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp bất động sản, ông Nghị đã lấn sân. Việc lấn sân này được cho là không nên bởi nó nằm ngoài quyền và hạn ngạch trách nhiệm của ông Nghị. Cũng đã nhiều tháng qua, ông Hồ Đức Phước chưa có động thái nào phản đòn lại những trò chọc ngoáy của ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị. Nguyên nhân là bởi những sai phạm đó là những sai phạm có thật và nó đang là ung nhọt của cả nền kinh tế. Thực tế, doanh nghiệp đang huy động vốn trên thị trường chứng khoán không chỉ là các doanh nghiệp bất động sản mà còn rất nhiều doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, những doanh nghiệp bị dính vào luật pháp gần đây đều là những doanh nghiệp bất động sản rất lớn như Tân Hoàn Minh, FEC, Vạn Thịnh Phát, vân vân. Và các doanh nghiệp khác tuy chưa dính vào vòng lao lý nhưng họ đang có vấn đề về sức khỏe tài chính, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn trên sàn chứng khoán là các doanh nghiệp của ngành bất động sản. Ông Nguyễn Thanh Nghị đã xoáy vào thị trường vốn của các doanh nghiệp bất động sản chẳng khác nào xoáy vào tử huyệt của Bộ Tài chính. Có người thì nhận xét rằng nếu Bộ trưởng Bộ Tài chính hiện nay không phải là người Nghệ An thì lò của ông Trọng đã thổi bay ông Bộ trưởng này rồi. Những yếu kém của ông Hồ Đức Phước là quá rõ ràng nên ông Phước biết thân biết phận lò vá lại những sai phạm đưa ra và hành động xoáy vào vấn đề thị trường tài chính và chứng khoán của ông Nguyễn Thanh Nghị chẳng khác nào việc đổ dầu vào nhà người ta rồi bật lửa để đốt. Đây được xem là một thủ đoạn chính trị trong cuộc cạnh tranh xuất ủy viên Bộ Chính trị sắp tới. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước đang phải gỡ rối. Khi doanh nghiệp phát hành khó khăn về thanh toán, nhà đầu tư có thể chủ động làm việc với doanh nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ để thỏa thuận phương án xử lý, đảm bảo quyền lợi của đôi bên. Nhà đầu tư cần cẩn trọng phân tích, phân loại trái phiếu đang sở hữu để có quyết định phù hợp, không nghe tin đồn thất thiệt. Tin đồn thì tràn lan và hầu hết là tin đồn về những doanh nghiệp bất động sản như Novaland và Vingroup v.v. Thì ngày 14 tháng 11, ông Hồ Đức Phước đã chỉ đạo Bộ Tài chính xử lý những lời đồn âm ỉ này. Tại lời đồn rất khó dập tắt nếu ở nghị trường hoặc ở trên mặt báo, ông Nguyễn Thanh Nghị lại cứ xoáy vào nó mà đưa ra. Hiện nay, người dân đã chốt mua trái phiếu của An Đông và Tân Hoàn Minh đều đang ngậm cháy đắng. Người dân thì hoang mang không biết kêu cứu cùng ai, nhà nước thì lại phủi bỏ trách nhiệm, ngân hàng làm đại lý bán trái phiếu cũng né tránh, còn chủ doanh nghiệp thì phải ngồi tù. Những khủng hoảng thị trường trái phiếu rất khó giải quyết. Hiện nay, ông Hồ Đức Phước đang chỉ đạo bộ xoa dịu dư luận trên mặt trận truyền thông, chứ thực tế vẫn chưa giải quyết được tận gốc rễ của vấn đề. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị. Cách làm của ông Hồ Đức Phước được nhiều người đánh giá là đang chữa cháy. Đã nhiều tháng qua, ông Nguyễn Thanh Nghị cứ canh me và đổ dầu vào Bộ Tài chính để châm lửa đốt. Trong trò chơi chính trị này, rõ ràng ông Nguyễn Thanh Nghị đã chủ động hơn rất nhiều. Tuy nhiên, ông Nghị đã quá nhiệt tình khi lấn sâu vào lĩnh vực mà ông không có trách nhiệm xử lý. Trong chính phủ, chưa có ông bộ trưởng nào dám làm như ông Nghị bởi vì họ biết đá lộn sân thì bản thân bị xem là người phá rối. Với thế lực khủng như ông Hồ Đức Phước thì việc ông Nghị đá lộn sân không được an toàn về mặt chính trị.